Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, để có tài sản thế chấp hợp thức các khoản vay với số tiền lên đến hơn 1 triệu tỷ và rút ruột tiền từ ngân hàng, Trương Mỹ Lan đã dùng nhiều khối tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý và nâng khống giá trị lên nhiều lần. Để hợp thức việc rút tiền sử dụng cho các mục đích cá nhân, tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện có điều kiện truy vết theo dòng tiền. Trương Mỹ Lan chỉ đạo các nhân viên thân tín tại SCB phối hợp với nhân viên Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ khống giải ngân các khoản vay. Số tiền này đã được Trương Mỹ Lan sử dụng vào việc riêng, trong đó có đầu tư các dự án mua bán bất động sản tại các vị trí đắc địa. Tuổi trẻ online xin giới thiệu một số bất động sản liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát như Tòa nhà công ty cổ phần đầu tư Times Square 26 đến 36 Nguyễn Huệ quận 1 thành phố Hồ Chí Minh do tỷ phú Chu Lập Cơ làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tòa nhà này được dùng để thế chấp cho các khoản vay tại ECB. Tòa nhà Windsor Plaza Hotel, một trong những khách sạn cao cấp đầu tiên của Vạn Thịnh Phát, số 18 An Dương Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà Union Square của Vạn Thịnh Phát, ngay khu vực trung tâm thành phố có bốn mặt tiền Nguyễn Huệ, Lê Lai, Lê Thánh Tôn, nằm ở địa chỉ 171 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tòa nhà Sherwood Residence số 127 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vừa là khách sạn 5 sao, vừa là nơi ở của bị can Trương Mỹ Lan, khu công viên Mũi Đèn Đỏ tại phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.